Và quan điểm của chúng tôi luôn là khi đã nỗ lực hết mình thì không có lỗi. Kính chào quý vị, đây là chương trình bình luận thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Khi thực hiện chương trình này thì chúng tôi luôn luôn gặp phải vấn đề với việc cân đối ưu tiên giữa bóng đá và những môn thể thao còn lại. Và SEA Games là một dịp đặc biệt mà ngày càng hiếm hoi trong năm để chúng ta tôn vinh và nhớ tới mồ hôi nước mắt. Bóng đá thời của thầy Park Hang-seo đã chiếm ưu thế suốt cả năm rồi. Và giá mà 5 trận đấu vòng bảng của họ tại SEA Games lần này cứ thắng như trẻ tre đi thì có phải tốt hơn không? Đằng này thì cứ tạo ra kịch tính rồi lại vỡ òa, rồi lại cuốn phăng đi hết tất cả sự quan tâm. Và tôi cũng rất lấy làm tiếc khi chính mình cũng tạo ra một sự sao nhãng không đáng có với rắc rối của Bùi Tiến Dũng, chắc nhiều người đã để ý. Từ khóa bình luận viên Quốc Khánh và thủ môn Bùi Tiến Dũng có lẽ là trong tuần qua có hai ngày đã trở nên rất là nóng hổi. Vậy thì mối quan hệ giữa hai từ khóa, nếu quý vị tìm kiếm trên mạng xã hội, rất có thể sẽ gặp lại những chương trình ấn tượng thể thao 7 ngày mà chúng tôi đã từng phát sóng vào năm 2018. Ví dụ như thế này. Ngày 28 tháng 2 năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng khi đó rất nổi tiếng sau vòng chung kết U23 châu Á, trở lại câu lạc bộ FLC Thanh Hóa, anh ra sân và mắc sót trong một trận đấu tại cúp AFC của câu lạc bộ này. Có lẽ là vì sự mến mộ của khán giả vào lúc bấy giờ mà Bùi Tiến Dũng đã lên mạng xã hội và xin lỗi người hâm mộ. Đây là một điều mà rất ít thủ môn làm. Và sau đó trong chương trình ấn tượng thể thao 7 ngày có một đoạn như thế này. Thủ môn như Bùi Tiến Dũng sẽ có những trận giữ sạch lưới, nhưng chắc chắn là sẽ có những pha bắt bóng không được như ý muốn. Chúng tôi thậm chí không gọi đây là một sai sót. Đây là một pha đẩy bóng không được như ý muốn của thủ thành câu lạc bộ FLC Thanh Hóa trong trận đấu tại AFC Cup diễn ra ở Myanmar. Nếu có thể thì chắc chắn Bùi Tiến Dũng sẽ đẩy bóng ra biên hoặc một nơi nào đó mà tiền đạo của Yangon FC không thể chạm vào bóng. Đến tháng 10 năm 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng lại mắc sai sót khiến cho chiếc cúp quốc gia tuột khỏi tay câu lạc bộ FLC Thanh Hóa về với Bình Dương. Cộng đồng mạng lập tức móc nối lại câu chuyện anh đi biểu diễn thời trang một tuần trước đó để chỉ trích thủ môn này. Và chương trình ấn tượng thể thao 7 ngày lại lên tiếng. Nếu ở châu Âu thì sự tự do của Bùi Tiến Dũng hoàn toàn có thể được tôn trọng. Nhiều cầu thủ cũng đi diễn thời trang như Dybala chẳng hạn, hoặc là Ronaldo năm ngoái đi đóng quảng cáo cho Coco Bay Việt Nam đúng vào thời điểm Real Madrid đang thi đấu những trận quyết định của mùa giải. Không ai chỉ trích anh cả, và sau đó chính Ronaldo đóng góp lớn mang về cú đúp danh hiệu cho đội bóng. Nếu quý vị tìm kiếm sâu hơn nữa trong mọi thất bại cay đắng có sai sót của cá nhân của các cầu thủ, chương trình của chúng tôi đã từng đứng về phía Phí Minh Long, đã từng đứng về phía Nguyên Mạnh và nhiều cầu thủ khác khi họ còn được ít người yêu mến hơn thế hệ vàng hiện tại này rất nhiều. Và quan điểm của chúng tôi luôn là khi đã nỗ lực hết mình thì không có lỗi. Người buồn nhất chính là các cầu thủ, và cách tốt nhất để xin lỗi nếu có thì là nỗ lực hơn để cống hiến cho khán giả trong tương lai. Thế nên, thay vì cố gắng giải thích rằng chúng tôi không hề cố ý làm tổn thương thủ môn của đội tuyển U22 quốc gia, chúng tôi đã làm hai việc. Đó là nỗ lực hơn để phục vụ khán giả. Và tất nhiên, tôi đã gửi lời xin lỗi cá nhân tới thủ môn Bùi Tiến Dũng nếu làm tổn thương anh. Chính vì câu chuyện này mà chúng tôi đã trải qua một tuần thực sự là thót tim và hồi hộp. Thử tưởng tượng xem, nếu sai lầm của thủ môn Văn Toản sau đó mà dẫn tới việc đội tuyển U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games, thì sẽ có khó xử biết bao nếu chúng tôi làm công việc quen thuộc của mình là bảo vệ thủ môn Văn Toản. Nhiều người sẽ nói rằng các anh giả vờ, các anh đâu có thông cảm với Bùi Tiến Dũng mà bây giờ lại bênh cho Văn Toản. Tuyệt vời, điều đó đã không xảy ra. Ông Park Hang-seo thật là biết cách khiến mọi cảm xúc phải vỡ òa. Sau hai chiến thắng dễ dàng trước U22 Lào và Brunei, chúng ta gặp thử thách đầu tiên tại vòng bảng khi đối đầu với U22 Indonesia. U22 Indonesia đã thắng đối thủ Thái Lan trận ra quân nên tâm lý của họ rất thoải mái. Trái lại thì đội tuyển U22 Việt Nam sớm phải nhận bàn thua từ sai sót kỹ thuật của thủ thành Bùi Tiến Dũng. Và đây là lần đầu tiên đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo bị một đối thủ ở Đông Nam Á dẫn bàn. Indonesia tất nhiên là chơi phòng ngự số đông để bảo toàn tỷ số, còn chúng ta cần ít nhất một kết quả hòa. Nhưng cổ động viên Việt Nam phải trải qua 40 phút hồi hộp mới được ăn mừng bàn gỡ của Thành Trung. Đó là thành quả của gần 20 quả phạt góc cả trận. Xem đến cuối thì hẳn quý vị có cảm giác là hòa cũng tốt rồi, những trận sau cố thắng. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo thì không dừng lại ở đó. Bàn thắng thứ hai đến với một kịch bản không thể cảm xúc hơn. Phút thi đấu bù giờ, cả 10 chiếc bóng áo trắng đều ở phần sân nhà để bảo vệ tỷ số. Hoàng Đức đỡ bóng ở khoảng cách 25m so với khung thành đối thủ. Và phần còn lại là giây phút vỡ hòa. Một cú dứt điểm từ xa với lực rất căng và cực kỳ ấm áp của Hoàng Đức.
rất khó để có thể diễn tả được cảm xúc của các cổ động viên Việt Nam vào thời điểm này, đặc biệt là những cổ động viên đang có mặt trên sân Visa Memorial. Hoàng Đức, giờ hoàn cảnh ngày nay, khen ai cũng có thể bị bảo là thấy ai hay lại tung hô. Chúng ta đừng quên rằng ngày mà Hoàng Đức đã sút cơ hội giành chiến thắng của đội tuyển U20 Việt Nam qua xà ngang từ cự ly 5m. Chúng tôi cũng đã ở đó. Nhìn lại tất cả một quá trình đi lên từ thất bại như vậy và sau trận đấu gặp New Zealand, nhiều người chỉ nói đơn giản, đá thế mà không thắng, lẽ ra phải thắng chứ. Thì đúng là đã phụ lại công lao, cố gắng của cả một tập thể như vậy. Thắng được U22 Indonesia, phần còn lại tưởng chừng như dễ dàng hơn rất nhiều trong vòng bảng. Nhưng chiến thắng mà đơn giản, mà ít cảm xúc hình như không phải là cách mà ông Park Hang-seo muốn mọi thứ diễn ra như vậy. Có lẽ nhiều người dự đoán một trận thắng dễ dàng cho đội tuyển U22 Việt Nam trước đối thủ hết mục tiêu là Singapore. Nhưng khó khăn sớm hiện hữu khi Quang Hải chấn thương. Cả hiệp 1 chúng ta không có một cú dứt điểm nào về phía đối phương. Rồi hơn 80 phút trôi qua mà bảng tỷ số vẫn chưa được lật. Nhưng rồi thì các cổ động viên lại thêm một lần nữa được vỡ òa với khoảnh khắc Đức Chinh đánh đầu tung lưới đối thủ, mang về bàn thắng nghẹt thở cho đội tuyển U22 Việt Nam. Dù đang nhất bảng nhưng lượt cuối, nếu thua đối thủ Thái Lan cách biệt 2 bàn, chúng ta coi như bị loại. Xem hàng phòng ngự dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thì đúng là cũng an tâm, nhưng chẳng thể ngờ sau hơn 10 phút bóng lăn, lưới của U22 Việt Nam đã rung lên tới 2 lần từ những sai lầm hy hữu của thủ môn Văn Toản. Lúc này, những hình ảnh chua chát của kỳ SEA Games cách đây 2 năm với những lỗi lầm tương tự của Phí Minh Long trước chính đối thủ Thái Lan ở chính lượt đấu cuối của vòng bảng hiện về khiến cổ động viên Việt Nam không khỏi lo lắng. Nhưng quả thực, những thành tích 2 năm qua của bóng đá Việt Nam với dấu ấn Park Hang-seo không phải ngẫu nhiên mà có. U22 Việt Nam không hề mất tinh thần, ngược lại còn thi đấu máu lửa hơn. Bàn gỡ khá sớm của Tiến Linh càng củng cố thêm niềm tin cho toàn đội. Ra khi mà mình đã thua trước hai bàn thì Linh và các đồng đội luôn thúc đẩy nhau và không để cho mình nhận thêm bàn thua lần nữa và phải cố gắng gỡ bàn được. Nếu chúng ta có cụm bảo toàn cách biệt vừa đủ để đi tiếp thì thế trận sẽ bị dồn ép rất nguy hiểm. Ông Park quyết định thay thêm tiền đạo, điều chỉnh tuyến giữa, thúc đẩy các cầu thủ tiếp tục tấn công. Chính điều đó khiến đối thủ bị động. U22 Thái Lan không thể áp đặt mà ngược lại còn phải chịu sức ép lớn. Sự lì lợm và bản lĩnh của U22 Việt Nam trận này được thể hiện rõ qua những pha bóng đầy uyển chuyển và tinh quái của Hoàng Đức, bao gồm cả pha kiến tạo mang về quả phạt 14m. Quá khứ 2 năm trước, đến cả quả penalty bị trượt cũng giống. Nhưng lần này thì mọi thứ đã khác. Cú đá của Tiến Linh rất bình tĩnh. Tiến Linh nhiều người thì có thể là nó hơi áp lực nhưng mà đối với mình thì rất là tự tin trong tình huống đó. Thầy Bắc luôn luôn động viên tất cả các cầu thủ và hãy thầy có nói là hãy cho chúng mọi người thấy mình là người Việt Nam. Và chỉ một câu nói đó thì tất cả anh em nó đoàn kết và nắm tay nhau và đã có một trận hòa đầy nỗ lực.